Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Sách trời ghi rõ, tuổi canh tí sinh năm 1960, Lương Thượng chi thử, bước sang tuổi 65, nắm rõ được thiên cơ, biết được mệnh trời, làm đâu thắng đấy, tiền bạc ầm ầm đổ về nhà, có tiền tỷ nhét đầy két, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Quý vị thân mến, sống ở đời ai cũng hiểu rằng, giá trị của tiền tài là quan trọng nó chi phối hầu hết tất cả mọi mặt của cuộc sống, giữa người với người cũng là anh chị em ruột đó thôi, nhưng số phận cũng khác xa nhau rồi, người thì nghèo rớt mồng tơi, kẻ thì lại của cải không biết cất đâu cho hết. Đã vậy khi ta bước ra ngoài xã hội lại gặp quá nhiều bất công. Đi làm thì bị đồng nghiệp chèn ép, cướp công, khi về già cũng chẳng yên thân, bệnh tật kéo đến, con cái thì tranh nhau giành miếng đất, căn nhà, chỉ muốn mình nhận phần hơn. Hay như khi ta cố gắng rất nhiều, nhưng lại không thể đạt được những thứ mà mình mong muốn trong khi người khác lại dễ dàng có được mọi thứ, với lý do đơn giản là có số may mắn. Nói đến đây thì chợt phát hiện ra lời tiên tri chính xác gây chấn động giới tử vi học về tử vi 6 tháng đầu năm 2024 của người tuổi canh tí sinh năm 1960, 65 tuổi âm lịch với nhiều thông tin hết sức bất ngờ, nhưng có ảnh hưởng rất lớn tới số mệnh của người tuổi này, nếu biết trước thì chắc chắn sẽ giàu sang sung sướng, công danh, thành đạt, tiền vàng ngập két, cả đời an nhàn hưởng phúc trời ban nhưng nếu như lỡ duyên nhà trời thì cuộc sống sẽ lắm gian chuân vất vả về già cũng khó có được yên thân mất mát tứ bề nhiều phía vậy lời tiên tri đó là gì vận mệnh cuộc đời người tuổi canh tý sinh năm 1960 trong 6 tháng đầu năm 2024 sẽ ra sao ngày hôm nay quý vị hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm câu trả lời chi tiết quý vị nhé bước sang thềm năm mới 2024 những ai cầm tinh con chuột sẽ có một năm khá thuận lợi và nhiều bất ngờ theo hướng tích cực, tuổi canh tí vốn là người cầu tiến và chăm chỉ, một khi gặp thời vận tốt, bạn sẽ biết cách phát huy hết khả năng thế mạnh và đạt được thành tích xuất sắc hơn hẳn những người xung quanh. Năm 2024 sẽ giúp bản mệnh có được cuộc sống nhẹ nhõm hơn 2 năm vừa qua, sự nghiệp hanh thông, khá thuận lợi, đường tài lộc và tình cảm rực rỡ. Tuy nhiên, cần chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, dù năm tới sẽ rất bận rộn, sôi động trong khi làm việc chăm chỉ, bản mệnh cũng nên cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè, tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, bạn bè và con cháu. 1. Đặc trưng tính cách người tuổi canh tí, sinh năm 1960. Trong hệ tử vi đầu số tiết lộ chi tiết vận trình tử vi từng phương diện trong 6 tháng đầu năm 2024, gồm sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tài chính, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của canh tí, sinh năm 1960 luận hung cát từng tháng của người tuổi canh tí, sinh năm 1960, bình giải sao hạn và cách hóa giải vận xui của tuổi canh tí, màu sắc may mắn cho tuổi canh tí trong năm 2024, chi tiết như sau. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu, bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt, hơn nữa, những người tuổi tí còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát của mình. Trong công việc, tuổi tý có sự linh hoạt mềm dẻo trong đối nhân xử thế giỏi lấy lòng người dùng sự hài hòa của mình để khiến cho đối phương làm theo điều mình muốn chứ không cần phải cố gắng gượng ép dễ được mọi người ủng hộ và đặt lòng tin xem tử vi chọn đời của người tuổi tý trong tứ trụ có cục diện sử thổ khắc chế tý thủy tý thủy sinh âm mộc do đó con giáp này cả đời vui vẻ sung túc nhờ phúc phần tổ tiên để lại tài sản kế thừa cũng dồi dào nếu kết duyên với người phù hợp chung lưng đấu cật vượt mọi khó khăn thì chắc chắn sự nghiệp sẽ rất thành công, hôn nhân hạnh phúc, mọi phương diện đều phát triển vô cùng tốt đẹp. Trong cuộc đời cả nam và nữ mệnh tuổi tí được ông tử vi độ mạng, tuổi thọ chú trung bình của người này từ 68 đến 89 tuổi. Tuy nhiên, số tuổi thọ có thể tăng giảm dựa trên lương tâm sống của tuổi tí. Nếu sống tốt, thiện, tạo nhiều phúc đức thì tăng niên kỷ và ngược lại. Theo tử vi phương đông, tuổi canh tí mệnh thổ là người thông minh, lành lợi, suy nghĩ lạc quan, giao thiệp rộng, được nhiều người yêu mến. Con giáp này hành xử có tâm đức, ý chí kiên cường, có tham vọng về tài chính, gặt hái thành tựu nhất định trong cuộc đời, họ giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận, bởi vậy họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó Tuổi canh tí mệnh thổ thực sự là những con người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn, những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác, điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như tuổi canh tí khó có thể thay đổi được, bù lại ở canh tí có sự thân thiện và cởi mở, nên tuổi này có rất nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt cuộc đời, họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Trên phương diện tình yêu, Tuổi canh tí khá đa tình, họ có thói quen lưu giữ lại những kỷ niệm của tình yêu trong căn phòng của mình. Những người này khi đã yêu rất nghiêm túc và có trách nhiệm, họ có xu hướng tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu trong cuộc đời. Tuổi canh tí có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Đặc biệt tuổi canh tí mệnh thổ rất nhanh nhẹn trong việc thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh, làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi, tuổi canh tí tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Tuổi canh tí khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc, nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này, họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Canh tí cũng không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, trong mắt mọi người, tuổi canh tí rất cẩn thận và chặt chẽ chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi canh tí rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Những người này sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm chăm lo hết mực cho gia đình của mình, dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Nếu trong năm 2023 tuổi canh tí bị kìm hãm bởi cái gọi là thái tuế, khi con chuột nó đấu nhau với con mèo, với một số con giáp khác thì phạm thái tuế là nhọc nhằn lắm nhưng với canh tý thì thái tuế có ngược xuôi đó nhưng cũng chỉ vậy thôi tức là canh tý có thể vượt qua một cách dễ dàng nếu họ hoàn toàn cố khi nhân tâm mong chính là thiên ý muốn khi nhân tâm chờ chính là điểm đất trời ủng hộ thăng hoa vì đường đời của con chuột trước nay vốn lòng vòng và không dễ bao ổ gà đã vượt bao khó khăn đã trải qua thì xá gì thanh chắn thái tuế trên đường chút chắc trở này cứ vậy mà xử lý đi qua trong năm 2023 này, cũng là năm có thể tiếp tục mở rộng hệ thống hoặc nâng tầm trong lĩnh vực bạn đã và đang làm vì nhìn xa một chút cái hạt canh tí gieo trong 2023 sẽ được các tinh cao chiếu của 2024 cho nở rộ cho thêm phần đơm sắc thêm phần bay cao trong năm 2024 tới công việc canh tí mới thực sự thành toàn được suôn sẻ thuận lợi như ý muốn canh tí nên tận dụng khoảng thời gian này để phát triển sự nghiệp khẳng định bản thân Canh Tí là người giỏi giao tiếp và có tiếng trong xã hội, được nhiều người biết tiếng, ngưỡng mộ, công việc làm ăn tiến triển thuận lợi, người làm công ăn lương có nhiều tiến bộ, đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp. Tuổi Canh Tí vốn thông minh lanh lợi, đa mưu túc trí, lại đa năng, đến giờ đã xây dựng được nền tảng cơ bản trong sự nghiệp, có phần thông thả đỡ vất vả hơn so với những năm trước, vị trí vững chắc, lương bổng ổn định, tài lộc ngày càng gia tăng. Thời vận của tuổi Canh Tí từ nay trở đi sẽ vô cùng vượng. Có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, công việc được quý nhân nâng đỡ, đều tiến triển một cách thuận lợi. Hơn nữa, nhờ tính cách vui vẻ, dễ thương, nồng hậu và rộng rãi, tuổi canh tí luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh yêu thương giúp đỡ. Theo tử vi chọn đời tuổi canh tí, từ trung vận trở đi, con giáp này sẽ may mắn liên tiếp, nhận lộc trời ban, công việc xuôn sẻ thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc. Sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Tài lộc của tuổi canh tí rất dồi dào và bất tận, của cải tích chữ nhiều. Cuộc sống êm ấm hạnh phúc, càng về già càng nhận được nhiều thành quả và phước báu, có cuộc sống giàu sang phú quý đủ đầy, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. 2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi canh tí, sinh năm 1960. Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Canh Tý có rất nhiều điều để mong đợi vào năm Giáp Thìn 2024, con chuột là con đầu tiên trong 12 con giáp, đại diện cho trí tuệ, sự sáng tạo và tháo vát. Nếu như năm Quý Mão 2023, bước vào năm thứ hai của hạn Tam Tai, người tuổi Canh Tý gặp không ít khó khăn và thách thức thì sang năm 2024, tuổi Canh Tý được cho là sẽ có một cú lội ngược dòng ngoạn mục bước vào năm cuối cùng cũng chính là năm nhẹ nhất của hạn tam tai, lại được thế cục tam hợp nâng đỡ, nên 2024 là một năm rất thuận lợi đối với người tuổi canh tí, giúp họ đạt được mục tiêu, ước mơ của mình trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của các sao tốt như kim quỹ, lục tốn, thiên tướng, tuổi canh tí được cho là sẽ có nhiều cơ hội đạt được sự giàu có trong sự nghiệp và viên mãn trong cuộc sống nói chung. Dù công tác trong ngành nghề gì, dù làm công ăn lương hay kinh doanh, đầu tư, thì bản mệnh cũng sẽ dễ gặp may mắn và thăng tiến trong suốt năm 2024. Chính vì thế, người tuổi canh tí nên tự tin với khả năng của mình, nắm bắt thời cơ đến với mình để gia tăng khả năng gặt hái thành công. Cụ thể, xét phương diện sự nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Bước sang độ tuổi 65, công việc của tuổi canh tí có chiều hướng an toàn hơn, thế cân đối này tạo nên sự ổn định cho sự nghiệp, đặc biệt giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024 này, bản mệnh sẽ gặt hái được những thành tích tuy nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa ở nơi làm việc. Bản mệnh biết cách thể hiện năng lực đúng lúc, đúng chỗ, đưa ra những quyết định đúng đắn và đầy dứt khoát, nhờ vậy mọi nhiệm vụ xếp giao bạn đều hoàn thành trơn tru. Nếu làm trong lĩnh vực buôn bán, bản mệnh sẽ chốt được rất nhiều đơn lớn và có những khách hàng ruột từ đó, tạo nên thương hiệu của chính mình, khiến việc làm ăn ngày một thuận lợi. Mối quan hệ và thu nhập cũng được gia tăng, một số người làm công ăn lương có thể đã quá quen với sự ổn định, nên ngại thử thách, thiếu tính đột phá, cho dù cơ hội vẫn đang đợi bạn khám phá, bản mệnh nên mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ, dũng cảm thay đổi cách nghĩ, mở rộng tầm nhìn, miễn là bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể đạt được thành tích tốt hơn và được lãnh đạo ghi nhận. Đồng thời, dù làm ở lĩnh vực nào, con giáp này cũng cần quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử, chớ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến lợi ích của công ty và người khác những người trong giai đoạn tìm việc có thể sẽ tìm được công việc ưng ý, hòa nhập môi trường mới nhanh chóng. Ở giai đoạn bắt đầu này, bạn sẽ cần phải thực tế hơn, tích cực học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, tạo ấn tượng tốt ngay từ ban đầu thì tháng ngày sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với bạn. Cản trở lớn nhất của bạn mệnh trong công việc là có thể gặp phải sự cạnh tranh và đố kỵ ngầm từ đồng nghiệp, đối thủ. Khi làm việc nhóm, bạn cũng dễ nảy sinh xích mích, tranh cãi với đồng nghiệp, bạn cần linh hoạt hơn trong các mối quan hệ tại chỗ làm, kiềm chế tính nóng này. Nếu không muốn làm hỏng chuyện, bởi bạn sẽ cần làm việc nhóm khá nhiều trong năm tới. Nhìn chung, trong nửa đầu năm 2024 này sẽ có cả cơ hội làm giàu và cả những thử thách lòng kiên cường và tinh thần chiến đấu ngoan cường của tuổi canh tí. Chỉ cần bản mệnh không ngại gian khổ và bền bỉ vượt qua những khó khăn trước mắt, sự nghiệp của bạn sẽ dần tươi sáng hơn và sẽ phát triển rất tốt vào năm 2024. Về phương diện tài chính của người tuổi canh tí trong nửa đầu năm 2024 Theo tử vi dự báo, tài lộc của người tuổi canh tí trong 6 tháng đầu của năm 2024 ở mức khá Bản mệnh sẽ có nguồn thu nhập ổn định, đời sống vật chất dư giả, không phải lo cảnh thiếu thốn hay đói khát Nếu làm kinh doanh, công việc tốt giúp bản mệnh tăng trưởng doanh thu khá nhiều Bạn cũng sẽ có vài vận may bất ngờ liên quan đến đầu tư, hùn hạp Đặc biệt, với sự hỗ trợ của các sao tốt như kim quỹ, lục tốn, thiên tướng, tuổi canh tí được cho là sẽ có nhiều cơ hội đạt được sự giàu có trong sự nghiệp và viên mãn trong cuộc sống nói chung, dù công tác trong ngành nghề gì, dù làm công ăn lương hay kinh doanh, đầu tư thì bản mệnh cũng sẽ dễ gặp may mắn và thăng tiến trong suốt năm 2024. Nếu trong năm 2023 trước đó, tài lộc của canh tí vốn khá ảm đạm, việc chính không suôn sẻ, mà việc phụ cũng chẳng đem đến lợi nhuận là bao khiến thu nhập chững lại, một vài dự án đầu tư mù quáng trước đó cũng khiến con giáp này tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ nhưng cuối cùng như muối bỏ biển công sức như dã tràng nhưng khi bước sang năm 2024 mọi thứ sẽ rất khác đặc biệt là giai đoạn nửa đầu năm theo đó canh tí sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn công việc thuận lợi kéo theo thu nhập tăng cao nghề tay trái hay tay phải đều sẽ kiếm về cho bạn một khoản tiền kha khá một số người còn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè đối tác Tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà canh tí đã dành công sức vun vén bấy lâu, do đó, bản mệnh nên tránh để tâm trạng thất thường của mình làm xấu đi các mối quan hệ đó, đừng vì chút chuyện mà sinh nóng nảy, cáu giận, đồng thời, chú ý đến giao tiếp với mọi người và tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Về tài vận, một phần năm nay người tuổi tí cảm xúc thăng trầm quá mức, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính cá nhân và gây tổn hại rất lớn cho sức khỏe. Về chi tiêu, vì bạn có khả năng kiếm được nhiều tiền, nên đừng sai trái quá nhiều và sẵn sàng chi tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống. Tiền bạc kiếm được nhiều, nhưng nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy, thì cũng dễ hao hụt nhanh chóng. Bản mệnh cần duy trì thói quen tiết kiệm. Tử vi năm 2024 đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm đối với con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Tý cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tăng thu giảm chi, không nên tiêu trước trả sau kẻo lao đao đồng thời bạn có thể chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu khác để tăng thu nhập cho bản thân. Tử vi tình cảm, gia đạo tuổi canh tí trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Nhìn chung vận trình tình cảm của người tuổi canh tí sẽ tương đối suôn sẻ trong 6 tháng đầu năm này. Mối quan hệ đôi lứa hay vợ chồng ít sóng gió, đôi khi có đôi chút bình lặng, nhưng nó cũng có thể coi là một tín hiệu đáng mừng. Các cặp vợ chồng có mối quan hệ hài hòa với bạn đời, tạo ra không khí gia đình đầm ấm, Hạnh phúc cho con cái, đôi khi bản mệnh có phần mải mê với công việc mà bỏ bê gia đình. Đây là điều cần cải thiện sớm bằng cách tăng cường giao lưu, trao đổi mọi việc lớn nhỏ với nửa kia, cũng là cách tăng cường tình cảm. Ngoài ra, bạn cũng có thể giữ vai trò kết nối các thành viên trong gia đình, tránh sự lạnh nhạt do khoảng cách thế hệ. Tuy nhiên, tam hợp cục có xu hướng khiến nhân duyên nở rộ, điều này sẽ có phần nguy hiểm cho những ai đã lập gia đình, người tuổi Tý đã kết hôn cần giữ mình trong sạch, chú ý các mối quan hệ khác giới. Đặc biệt liên quan tới công việc, để không phát sinh tình cảm ngoài luồng, người độc thân cũng có nhiều cơ hội để tình trạng độc thân và bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, thậm chí có người còn tìm thấy được người chia sẻ bầu bạn với mình trong giai đoạn này. Về sức khỏe tuổi canh tí trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi canh tí trong năm mới khá tốt, nhờ vận may tổng thể cả năm, tinh thần của bạn trong suốt thời gian 6 tháng tới sẽ rất ổn định, thậm chí phấn chấn hơn hẳn bình thường bản mệnh sẽ không phải lo ngại gì về bệnh tật hay các vấn đề chấn thương. Tuy nhiên, hãy quan tâm hơn tới sức khỏe của người thân trong nhà, nhất là bố mẹ, người thân, hãy đưa họ đi thăm khám thường xuyên, bởi người thân của bạn có thể sẽ gặp vài bệnh nan y hoặc trọng bệnh cần được chẩn đoán sớm. Thưa quý cô bác tuổi canh tí 1960 thân mến, cũng đã sắp bước sang năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi may mắn quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí. May mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi canh tí nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi canh tí, đồng thời ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi canh tí nên tránh mời những người đang có tăng đến sông nhà, nếu gia chủ có tăng thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1 để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi canh tí trong năm giáp thìn 2024 là Bính thân 1956 khá, Mậu thân 1968 khá, Nhâm thân 1992 khá, Canh tí 1960 khá, Kỷ Sửu 1949 khá, Mậu tí 1948 khá, Ất Tỵ 1965 khá, Kỷ Dậu 1969 khá, Canh thân 1980 khá, Ất Hợi 1995 khá.

xấu, bính tý 1996, xấu. Bản mệnh canh tý nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới về việc chọn ngày giờ sông đất. Theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ tý lúc giao thừa đón năm mới, lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng một Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu sau giao thừa giáp thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024, gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại An, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, Nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỉ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình cô bác nhé. 3. Luận hung cát từng tháng âm lịch của người tuổi canh tí, sinh năm 1960. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Vận trình tháng 1 âm lịch của người tuổi canh tí tuy không đại cát, đại lợi, nhưng nhìn chung mọi thứ đều hanh thông. Công việc có chính quan nâng đỡ, tuy đầu năm dịch chuyển nhiều, có đôi chút tất bật, vất vả, nhưng thu về thành quả tương xứng về phương diện tài chính thứ tài dồi dào gặp nhiều may mắn về tiền bạc như có thưởng nhiều đòi được nợ lấy lại số tiền tồn đọng kinh doanh buôn bán gặp thời vận trình phát đạt tình cảm thăng hoa hôn nhân viên mãn con cái cũng ngoan ngoãn người độc thân có sức cuốn hút mạnh nhân duyên khác giới vượng sẽ có trải nghiệm thú vị trong tình cảm tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch bước sang tháng 2 âm lịch người tuổi canh tý sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong công việc khi mà nguyệt lệnh bước vào đất tuyệt, sự cạnh tranh khiến bạn không khỏi mệt mỏi và căng thẳng, khó tìm được đường tiến, tiểu nhân có thể sẽ tính kế để ngăn cản bản mệnh đạt được mong muốn của mình. Càng nóng ruột con giáp này càng dễ mắc sai lầm, có thể sẽ bỏ lỡ những cơ hội tốt để phát huy năng lực của bản thân. Tài lộc rực sáng, nhiều may mắn bất ngờ đang chờ đón tuổi canh tí, thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái hay những việc ngoài luồng, người làm ăn kinh doanh cũng có một tháng khởi sắc. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng 3 âm lịch của người tuổi canh tí, thấy dấu hiệu bừng sáng bất ngờ, trong tháng bản mệnh được tam hợp quý nhân nâng đỡ, đồng thời gặp tài khố. Nỗ lực làm việc sẽ có viễn cảnh sự nghiệp tươi sáng, có điều, vẫn có điểm tiểu nhân quấy phá tại thời điểm này. Đừng tin người quá dễ dàng, kẻo bị lừa gạt, nhất là trong hợp tác làm ăn, nếu có cơ hội đi công tác xa, bản mệnh có thể sung phong, rất có lợi cho tiến trình thăng quan tiến chức, nhất là người làm cơ quan nhà nước. Tài lộc khá vượng, tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, không chỉ về đủ số vốn bỏ ra mà còn bỏ túi không ít lợi nhuận, việc đòi nợ hay vay tiền để kinh doanh đều diễn ra thuận lợi. Về tình cảm, vợ chồng cần kịp thời chia sẻ những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, dành thời gian quan tâm nhau nhiều hơn mới hạn chế xung đột xảy ra. Sức khỏe tuổi canh tí bình ổn, không thấy dấu hiệu bất thường, có điều dưỡng nhận xuất hiện, cẩn thận với những đồ vật bằng kim loại sắc nhọn kẻo bị chảy máu, chấn thương đi lại cẩn thận tránh va quệt xe cộ, đồng thời duy trì thói quen sinh hoạt đúng giờ giấc, tránh bệnh cũ tái phát, nhất là chứng đau dạ dày. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch Bước sang tháng này có hung tinh cản trở, mưu sự trước bất lợi, sau nỗ lực mới thành, vì thế đừng vội bỏ cuộc giữa chừng. Tình cảm có dấu hiệu dạ nứt, người độc thân gặp đào hoa sát, cẩn thận kẻo bị lừa gạt. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch trong tháng mậu ngọ này người tuổi canh tý sẽ đối mặt với những thay đổi về môi trường sống và công việc kinh doanh ngoài ra khả năng xung đột và tranh chấp là cao vì vậy hãy tránh lỗ mãng và lắng nghe ý kiến của người khác nếu bản mệnh có ý định đầu tư hãy cẩn trọng với việc hủy nguyên vốn đối với việc xuất hành xa trong tháng này thường không thuận lợi về mặt sức khỏe và mọi việc cũng không diễn ra suôn sẻ tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch trong tháng 6 này sẽ có xu hướng tiêu pha tiền bạc nhiều và sự thay đổi trong công việc và cuộc sống, đây cũng là thời điểm để tự suy nghĩ và đánh giá lại cuộc sống gia đình, cũng như xác định hướng đi mới trong công việc, bên cạnh đó, có tin vui liên quan đến gia đình trong tháng 6, về sức khỏe có thể xuất hiện một số vấn đề đau ốm nhưng sẽ được khỏi bệnh nhanh chóng. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi canh tí, sinh năm 1960. 1. Với tuổi canh tí nam mạng Nam chủ sinh năm 1960, gặp sao thổ tú chiếu mệnh vào năm giáp thìn, trong bảng sao hạn năm 2024, thổ tú là chòm sao hung tinh trong cửu diệu niên hạn, chủ về tai họa bất ngờ, không đề phòng dễ bị tiểu nhân hãm hại. Nam mạng tuổi tí là người có lòng tốt, nhưng nên cẩn thận với kẻ mưu kế đa đoan, làm việc gì cũng phải tính đường lui cho bản thân, không nên phó thác niềm tin cho những người không đáng tin cậy. Nếu gặp chuyện tai tiếng, thị phi, bản mệnh cần giữ thái độ bình tĩnh giải quyết vấn đề bằng vốn sống và kinh nghiệm dày dặn của mình, tránh nghe những lời bàn tán bên ngoài mà buồn bực, lo lắng. Vận hạn mà nam mạng tuổi canh tí phải đối mặt trong năm giáp thìn là hạn ngũ mộ, tiểu hạn chủ về hao tốn tiền của, hạn ngũ mộ có thể gây ảnh hưởng tới tài chính cá nhân. Nếu mệnh chủ sinh năm 1960, tiêu xài phung phí, để giảm tác động xấu do vận hạn mang lại, bản mệnh nên quản lý chi tiêu, chuẩn bị các khoản dự trù trước, hạn chế cho người không đáng tin vay mượn tiền bạc, Bên cạnh đó, nên dành thời gian đi làm từ thiện, phát tâm công đức, giọt dầu. Cách hóa giải sao thổ tú bằng phong thủy Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà, hay dùng trang sức đá quý. Ngọc phong thủy màu trắng, như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý, khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cần cẩn thận. Không nên nghe lời hay tin tưởng người khác, mà cho vay hay cho mượn chẳng may tiền không thu lại được, mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm, không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. 2 với tuổi canh tí nữ mạng. Trong năm 2024 Giáp Thìn, nữ mạng tuổi canh tí 1960 gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh, đây là tròm sao hung tinh chủ về tai tiếng, thị phi, với những người cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, sự ảnh hưởng của sao Vân Hớn không nhiều, tuy nhiên với những người tính tình nóng này, bột chộp, rất dễ xảy ra mâu thuẫn, đó là lý do vì sao nữ tuổi canh tí nên giữ thái độ điềm tĩnh khi giải quyết vấn đề. Ngoài ra trong năm này, mệnh chủ có thể sẽ gặp phải kẻ tiểu nhân bịa đặt điều xấu, gây ảnh hưởng danh tiếng. Canh tí nữ mạng nên thận trọng hơn với những người có tính tọc mạch hay xen vào chuyện của người khác. Nữ mạng tuổi canh tí gặp vận hạn ngũ mộ trong năm giáp thìn. Đây là vận hạn chủ về hao tốn tiền của tài lộc. Nếu muốn giảm tác động xấu của hạn ngũ mộ trên phương diện tài chính, bản mệnh cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh tiêu xài phung phí, có cơ hội nên tích đức hành thiện nhiều hơn, mở rộng tấm lòng bao dung, nhân đạo của mình. Hóa giải sao vân hớn theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, vân hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có, trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý, khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn, chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm, không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Tiếp theo trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn, giúp canh tí gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu vàng vượng sự nghiệp Xem màu sắc may mắn của 12 con giáp năm 2024 thấy rằng, màu sắc này sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của người tuổi canh tí, nhờ vậy mà bản mệnh sẽ được đồng nghiệp nể phục và cấp trên đánh giá cao, thường xuyên sử dụng màu vàng cũng sẽ giúp bản mệnh trở nên cởi mở hơn, xây dựng quan hệ xã giao tốt đẹp, gặp được một số cơ hội và đối tác tiềm năng. Màu đỏ vượng tài lộc. Màu đỏ giúp bạn luôn cảm thấy tự tin, sẵn sàng đối diện với những khó khăn trên con đường làm giàu, ngoài ra bạn cũng thận trọng và vững vàng hơn nhờ thế mà tránh được những tổn thất không đáng có bạn biết đâu là cơ hội mình cần nắm bắt để vươn lên đâu là lúc mình cần lùi lại để bảo toàn những gì đang có màu tím vượng tình duyên màu sắc này giúp bạn giữ được một tâm hồn rộng mở bản mệnh học cách bao dung xử lý các vấn đề trong mối quan hệ một cách lý trí nhờ vậy mà người độc thân dễ gặp được người phù hợp người có đôi có cặp duy trì được hạnh phúc lâu dài màu kỵ năm 2024 của tuổi canh tý đen, ghi, xám, những màu sắc này sẽ khiến người tuổi canh tí luôn cảm thấy căng thẳng, nóng nảy, dễ vướng vào tranh chấp thị phi với đồng nghiệp và cấp trên, bạn cũng trở nên quá ganh đua, hay thể hiện bản thân một cách khoe khoang, hậm hĩnh. Trong việc hợp tác làm ăn, bạn cũng thường trở nên bất cẩn khi lựa chọn đối tác hay dự án làm ăn, từ đó dễ bị lừa gạt mất mát của cải, vướng vào hiểu lầm hoặc tranh chấp. Quý vị thân mến, vận mệnh mỗi người là do tự bản thân quyết định, không ai có thể sắp đặt chúng ta gieo thiện tâm át hẳn sẽ gặt lại quả ngọt. Muốn vậy, quý vị hãy tích đức cho mình từ những việc đơn giản trong cuộc sống. 1. Tích đức từ việc cứu người Người xưa có câu cứu người lúc nguy cấp đường cùng, công đức rất lớn, bởi vậy khi gặp người bị nạn, gặp khó khăn, rơi đổ xuống đường, nên đến giúp đỡ. Nếu ta bỏ đi thì ắt về sau sẽ gặp quả báo, nhìn thấy những đoạn đường hư, lở, chúng ta nên mở lòng bồi đường, đắp lộ, để cho nhiều người đi qua được bình an. 2 tích đức từ việc giúp đỡ người khác. Ở vào thời khắc quan trọng, ai mà không hy vọng có người trợ giúp mình, vì người khác sẽ luôn luôn chiến thắng vì mình, lòng tốt sẽ luôn luôn được người khác khắc sâu, nhớ kỹ, khi giúp đỡ người khác cũng phải tìm cách để đối phương vui cười mà tiếp nhận, nếu tâm không thiện, thì dù có vung tiền của cứu giúp hàng ngàn người cũng không có nghĩa lý gì, ngược lại, tâm chân thiện, thì dù không có một đồng làm từ thiện, nhưng một nụ cười hay một cái nắm tay chân thành cũng đủ để tích phúc đức rồi. Chúng ta nếu biết học từ hỷ, xả một cách chân chính, tức cũng có thể làm bố thí một cách chân chính, từ đó mới có được phúc báo. 3. Tích đức từ lòng khoan dung Là người đệ tử Phật, chúng ta phải biết mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn. Bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. Người xưa dạy, rộng lớn nhất thế giới là đại dương, rộng lớn hơn cả đại dương là bầu trời, rộng lớn hơn cả bầu trời chính là lòng người. Sự khoan dung nếu được dùng đúng chỗ và đúng lúc thì còn có tác dụng mạnh mẽ hơn sự trừng phạt, bởi nó tác động rất mạnh đến nhận thức mỗi con người. Khoan dung với người cũng chính là khoan dung với mình, giải thoát mình khỏi những sự giận dữ, căm tức, hận thù, tranh chấp, nhờ đó mà cân bằng được cuộc sống của mình. 4. Tích đức từ lời nói. Làm người cần phải có khẩu đức, lời không nên nói thì đừng nói, lời nào nên nói thì từ từ mà nói, muốn có mệnh phú quý, đầu tiên tu dưỡng miệng phú quý cần học cách biết hài lòng và học cách nói hài lòng, người đời thường nói rằng, phúc từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, miệng là tạo nghiệp nhanh nhất, chỉ trong tích tắc sẽ đắc tội với rất nhiều người. Trên con đường nhân sinh, sẽ ngày càng có nhiều kẻ thù và con đường càng đi càng hẹp, miệng nói lời thiện là đang tạo thiện nghiệp, tu bổ thiện duyên, tu dưỡng cái miệng phú quý, nói chuyện trong tâm mang theo từ bi, càng kết bạn dễ dàng hơn và gia đình sẽ hòa thuận hơn. 5. Tích đức từ việc làm ăn lương thiện sinh ra có thể nghèo giàu nhưng cuộc đời không lấy mất của ta cơ hội để sống lương thiện để có một đời sống hạnh phúc chỉ có ta mới đánh mất đi cơ hội đó của mình trước những khó khăn cám dỗ sống lương thiện là báu vật quý nhất của đời người đừng chấp nhận đánh đổi cuộc sống lương thiện để tìm chút ít của cải vật chất phi nghĩa đừng vì miếng ăn danh vọng mà chấp nhận nhắm mắt đưa chân để dấn thân vào vòng lao lý cuộc sống hạnh phúc là khi người ta dám sống theo lý tưởng và giữ tròn phẩm hạnh sống lương thiện với một nghề nghiệp chân chính còn gọi là tránh mạng là một trong tám con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ cho ta. 6. Tích đức từ tính cách khiêm nhượng. Người xưa nói, người kiêu căng ngạo mạn thích thể hiện tài năng thì đi đâu cũng có kẻ địch, tránh khoe khoang tài năng của mình mọi lúc, mọi nơi, buông bỏ kiêu căng, giảm bớt tự kỷ, không nên ở trước mặt người đang thất ý mà đàm luận về đắc ý của mình, làm người, trước là đừng khoa trương tùy tiện, sau đừng đắc ý, nên khiêm nhượng một chút. 7 tích đức từ việc phóng sinh. Đức Phật đã đưa tội sát sinh vào giới cấm thứ nhất trong ngũ giới, nghĩa là ngài đã thấy hậu quả không lường của việc sát sinh hại vật, ngài đã chỉ ra rằng tất cả các chúng sinh từ vô lượng, vô biên kiếp trước đã là cha mẹ, anh em hoặc đã là bà con quyến thuộc, nhưng bởi nhân duyên nghiệp báo nên phải sinh tử luân hồi sáu nẻo, thay hình đổi dạng, không còn nhận biết lẫn nhau, đang tâm giết hại để ăn thịt rất tổn hại lòng từ bi, đang tâm giết hại sát sinh để ăn thịt là cái nhân gây ra bệnh tật, khổ đau hoạn nạn. Kinh Phạm Võng dạy rằng, người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh, thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình. Nếu giết hại sinh mạng để ăn thịt, tức là tự giết cha mẹ mình, cũng là giết thân cũ của mình, cho nên, thường thực hành phóng sinh, thì đời đời sinh ra thường gặp chính pháp. Khuyên dạy người làm việc phóng sinh, nếu thấy người đời giết hại xúc vật, nên tìm phương tiện để giải cứu, khiến cho chúng được thoát khổ nạn. 8. Tích đức từ việc tôn trọng người khác đem lòng tự tôn của người khác đặt ở vị trí cao nhất, cố gắng để người khác cảm nhận thấy sự tôn nghiêm của bản thân mình, tôn trọng người yếu kém hơn mình càng là đáng quý, địa vị càng cao thì càng không thể khinh thường người khác. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.